À, không không không, tôi không cần tiền của cô. Cô đi đòi nợ mà mang hồ sơ đi, không đòi được đâu. Anh xin lỗi, cái lúc nãy nhặt giúp cô, tôi còn ngó qua. Ê, ba. Ba không gì nữa, chạy lẹ lên. Em là mỗi con, có bao nhiêu em giao cho bà, em chỉ ăn trên lợn thôi à. Còn ăn trên đó hả? Dạ. Ăn trên, trên hả? Tất cả những gì tôi làm được tới ngày hôm nay là do chính công sức của tôi. Anh nói như vậy, ý nói tôi ăn bám hả? Em là bạn gái của anh. Dạ, em quen với anh được một tháng rồi. Chị có giỡn không? Của anh là em trai của chị. Chị biết nó không làm được gì hết trơn á. Ngay cả ăn uống quần áo nó ăn mặc á là cũng từ chị mà nó giúp đỡ em được. Chị đến đây việc gì không ạ? Chị đã hỏi kỹ rồi. Đâu có nhỏ nào tên Mỹ Ái định cư ở khu Medina đâu.